Xin phép quan thần linh cai quản tại Linh Quang Điện cho phép các chân linh ông Nguyễn Như Nhu mất ngày 24 tháng 1 đang an táng tại khu Vạn Đại, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tại Linh Quang Điện mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh bà Nguyễn Thị Mão mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh ông Nguyễn Như Thập mất ngày 19 tháng 9 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh ông Nguyễn Như Huy mất ngày 28 tháng 3 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh liệt sĩ Nguyễn Như Quảng mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh bà Phạm Thị Sáu mất ngày 1 tháng 12 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh ông Mãnh Nguyễn Như Yết mất ngày 10 tháng 4 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời các chân linh có tên vừa rồi mượn ghế người trần gian. Chỗ của ông Huy là mất ngày 28, à 27, ông Quảng mất ngày 28. Ông Huy là 27 tháng 3 à? 27 tháng 3, một ông 27 tháng 3, một ông 28 tháng 3. Ông Quảng 28 tháng 3, ông Thập, ông Huy là 27. Hai ông liền không? Ừ. Rồi nhắm mắt đi. Xin mời chân linh ông Nguyễn Như Nhu mất ngày 24 tháng 1 đang an táng tại khu Vạn Đại, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tại Linh Quang Điện mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh ông Nguyễn Như Nhu mất ngày 24 tháng 1 đang an táng tại khu Vạn Đại, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tại Linh Quang Điện mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh ông Nguyễn Như Nhu mất ngày 24 tháng 1 đang an táng tại khu Vạn Đại, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tại Linh Quang Điện mượn ghế người trần gian. Xin hỏi có phải chân linh ông Nguyễn Như Thu Nhu không? Có phải ông không ạ? À? Nếu ông gật mạnh nữa để con cháu chào ông nói chuyện với ông. Mạnh nữa lên. Nữa. Rồi. Mọi người chào ông xong rồi ra nói chuyện với ông đi. Con cháu chào ông mạnh được. Được ấy. Ông có khỏe không? Khóc buồn thế này đấy. Đi. Tại sao không hỏi được? Thôi ai hỏi chứ? Ai lại lo cái phục binh này? Đó cũng mệt. Cho hỏi chứ. Bây giờ tại sao mất mộ? Bạn nói đi. Anh và anh hỏi thì thôi. Để thầy hỏi cho. Chào đi đã. Ông ơi, con cháu ông đang ngố lắm. Được cái Hiền nó Hiền nó biết nhiều nhưng mà nó đang ở Đức. Nhưng mà nó lo cho gia tiên tiền tổ lắm nha. Rồi, đội này chưa biết mấy, chỉ thích vào khoa học thôi. Không biết gì ngoài. Thế nhưng hôm nay ông về đây được là may rồi. Thế ông còn nhớ mộ của ông không? Con có nhớ mộ không? Không nhớ à? Thất lạc mộ à? Ông có về được nhà con cháu ông thắp hương khói cho ông không? Có về được không? Ờ. Thì ông có bị đói không? Hỏi ông xem có biết tên này hay thắp hương không? Ông bị đói không? Có thiếu quần áo, tiền vàng gì không? Thiếu không? À không thiếu, rồi. Thế ông có thấy mình mất mộ là vất vả không? Ừ. Thế con cháu xây mộ gió cho ông chưa? À chưa à? Thế thì ông lang thang rồi. Nha. Người ta mất mộ ấy, mà người ta không nhớ mộ thì phải làm mộ gió cho ông ấy nhá. Làm mộ giả này. Đó. Nhưng mà liệu mộ của ông có còn không? Hả? Có còn không? Ok, nếu còn thì thầy sẽ tìm cho ông. Nghe để tìm được mộ. Hỏi ông con Bắc Thập cạnh đấy còn không?
còn không? Thật mà còn. Mộ ông Nguyễn Như Thập mất ngày 19 tháng 9 có còn đấy không? Vẫn còn ngà hả? Chỉ thất lạc thôi đúng không? Rồi. Thế có cháu cúng cho các ông xong rồi thầy sẽ gọi hồn ông lên, ông dắt ra con cháu ra tìm mộ về nhá. Hỏi luôn cả bà nội phẩm Nguyễn Thị Mão. Rồi ông hỏi đi. Bà có khỏe không? Thôi đợi bà lên. Thì ông hỏi luôn đi, ông hỏi là anh hỏi luôn đi con. Anh hỏi đi. Con anh nhà mình hỏi luôn đi nha. Mình hỏi trên này được nghe cái tài chiếm không nhà thì thôi. Hỏi cái lịch sử của lễ phép, hỏi cái gì mà. Ôi nhà thầy thì hỏi hộ chứ. Ông bà nội và ông nội. Xin hỏi làm bây giờ hỏi ông đã. Tóm lại là mộ ông vẫn còn nhưng mà chưa cho phép tìm. Đúng không? Đúng rồi. Ông có thể chỉ được không? Ông chưa chỉ được. Chỉ ngôi mộ đấy, bây giờ chưa cho người chưa bây giờ chưa được phép tìm. Thì đang mắc nghiệp âm chưa tìm được. Giải cho ông xong ông sẽ chỉ cho cả mộ ông Mãnh này nữa này. Nhá. Hai ông làm liền nhau. Mà ông chỉ là chỉ cho nó đúng mà không có là bố con cháu đừng nhận nhầm người ta bất chấp của mẹ. Này thấy cái Hiền nó lo cho các cụ lắm đấy nha, nó nói thầm với thầy nó lo cụ lắm. Ta thấy các thầy phù hộ à, ta tiên thấy phù hộ cho nó tìm một cô anh người yêu đẹp trai lắm, là lại học giỏi nữa, nghiêm túc, hiền hòa lắm, có tâm. Ông nhớ phù hộ cho nó nhá. Hai là con trai trưởng, cháu trưởng của ông này, này. Tên là gì nhỉ? Nam. Nam à? Sao không có đây? Đây là thứ hai. À thứ hai à? Cái bạn Nhi Nam này này, ông phù hộ cho Nhi Bắc. À Nhi Bắc à? Cho tỉnh táo tí. Tỉnh táo tí. Đấy. Thầy thấy học nhiều về tâm linh quá, tẩu hỏa nhập ma đấy. Đấy, đúng rồi đấy. Dạ. Thầy làm sao mà ông làm sao mà ông... Thế đây có phải con cháu ông không? Cô á? Có phải không? Thế nói chuyện ông đi. Ông làm sao ông phải phụ như thằng Bắc thì cho nó... Cho làm sao? Cho nó bình thường trở lại cho nhỉ? Bình thường trở lại. Anh Hiền đấy, anh ra biển đấy. Thầy biết rồi. Đất đai anh hỏi xong rồi. Phần đất đai có ảnh hưởng trong gia đình. Ảnh hưởng trong gia đình thì hỏi thế nào mà. Thế đất hết âm binh chưa ông? Hết chưa? Hết chưa? Thế rồi đúng không? Chứ thầy giải cho ông rồi. Ngày xưa trong đất có ông binh không cho vào thì giải ông không rồi. Nhưng mà có cái đất mà mua ở cạnh đấy. Thầy đang nói đất trong nhà ông bà này này. Không, bây giờ liền thổ rồi. Thì bây giờ đi xem thì cứ bảo là còn hai cái vòng mà ngày xưa chết. Ừ. Bây giờ là đất mới à? Mới ra thổ à? Kiểu là nhà mình có một đất này, mua thêm một mảnh ở đây nữa. Liền vào. Mấy mấy 20 năm rồi. Là liền nhau. Chục năm. Ai xem? Ai xem? Xem lâu rồi gì? Cái thổ bên dưới ấy. Ai xem hôm nào? Đấy là sợ vậy. Không, vừa rồi thầy giải hết rồi, ông vào được nhà có nghĩa là không có vong rồi. Năm ngoái thầy giải rồi. Thế mà như cái... Làm sao? Nó gọi là tẩu hỏa nhập ma thì không chấp. Đây là linh quang điện. Thôi rồi, ông vào được nhà là tốt rồi, nha. Khỏe ông luôn. Trong những người trong mẹ, gia đình ấy mẹ mình thế nào? Có ai chưa về nhà không? À đương nhiên nhiều. Ví dụ như là ông, các bác, các chú. Nhiều bố nhiều. Mẹ. Nhiều người chưa về được nhà. Như thế. Bây giờ thầy hỏi ông nhá. Bà Nguyễn Thị Mão có vào được nhà không? Vào được. À, Nguyễn Như Chập, Như Thập có vào được nhà không? Ông Mãnh. Ông Mãnh đương nhiên rồi. Nguyễn Như Huy có vào được không? Đó. Nguyễn Như Quang Quảng có vào được không? Phạm Thị Sáu. Ông Mãnh Nguyễn Như Yết có vào được không? Rồi. Bố Trịnh à, Xuân Giáp này là ngoại rồi nhá. Thế còn ai chưa vào được không? Có ai chưa lên được không? Còn không? Bố nhớ tên không? Không nhớ tên.
Hiểm thế thiếu người thôi à? Hỏi luôn trong đó có vong linh nhiều người trước kia như thế nào, có cần phải thờ kính thờ cúng của Cla? Huyền nó sắp đại hiền, nó sắp đặt cho cụ hết rồi. Nó chỉ bảo chỉ cần thổ nào thì cũng phải có cái dòng sử của nó. Hiền nó bảo là chỉ cần mọi người chỉ cần có niềm tin ra cụ, rồi có tâm với các cụ là sẽ lo được hết cái phần âm cho tốt nha. Hôm nay mời các cụ lên cũng chỉ để cho chúng ta có niềm tin thôi. Các cụ hơi yếu mà chúng ta chả biết cách ăn nói gì cả. Thầy gọi hồn rất nhiều người rồi, xem bao nhiêu clip của thầy rồi. Cụ lên thì con cháu ngồi mặt sưng chìa lên, chả hỏi được câu nào. Chúng nó nói xấu cũng à, và... à, sao vậy? Hỏi thật. Hỏi trong gia đình có ai, có ai làm phiền không? Làm một không tốt. Thế các cụ có trách ai không? Thế bây giờ hỏi nào không đi vui là sao? Hỏi chân đau thì chân đau là do lỗi, con đi bệnh viện là hết đau. Chú cổ có phải không? Chân đi gần đau thì có phải là do công đi hay là làm sao? Các cụ sinh ra mình thì các cụ biết, cụ chỉ đạo ấy. Chị bảo xem mình làm cái gì chưa đúng thì mình nói gì phải không, mà cái gì mà nó sai cũng phải nói, con cháu sau này nó biết nó không mắc lỗi. Cháu Bắc nào? Bắc Bắc con lên. Hỏi cụ Bắc lên. Bắc lên. Học mãi về tâm linh rồi, lên nói chuyện với cụ xem cụ có yêu nào. Bắc lên đi. Đấy đi. Đấy, của con làm đốt hết nào mãi chưa? Đốt chưa? Đốt hết nào. Bắc hỏi cụ đi. Hỏi đi. Ơ. Cụ đi hỏi cụ, chắc quên đến tên cụ. Hỏi đi, hỏi đi. Sao nào? Cụ khỏe không? Cụ có độ cháu không? Cháu bị âm binh theo phá không? Cụ xem thằng này có bị âm binh theo phá không? Bắc này này. Khó không? Không. Nhưng mà sao lại... Sao lại hay chập mạch thế? Hay chập mạch thế. Có phải các cụ trêu nó không? Không. Run lắm nhỉ. Thế chúng ta gọi các cụ lên làm gì đây? Hỏi các cụ đi. Hỏi đi. Có ai hỏi nó không để thầy cho cụ. Thế có nào hỏi gì nó không thì để cụ đi chứ lên đây để chơi với mọi người đâu. Đấy thì vẫn là vấn đề này. Hỏi bây giờ phần bộ của cụ này, phần không này, phần của bác này, phần của bố. Nếu như Quảng đấy, bây giờ tình hình nó thế nào? Khả năng có thấy không và có được siêu thoát không hay là thì gì đấy thì mỗi người hoàn công hay là bây giờ trong chiến tranh mà năm ấy hy sinh 1968 đấy giờ chưa tìm được mộ thì hôm nay hỏi là về được thì thầy xem có về được không. Hỏi đi anh, hỏi ông đi từng câu một thưa bẩm rõ hỏi. Con chào cụ ạ. Con thì con Hường ấy, nhà vừa vợ Tiến ạ, cụ có biết không ạ? Thỉnh thoảng con về thì con cũng có thắp hương ra tiên nhà mình ấy, thì con cũng chẳng biết ăn nói gì, chỉ có mong là cầu ra tiên nhà mình phù hộ độ trì cho các anh chị trong gia đình mình được mạnh khỏe ấy. Thì con còn trẻ người non dãn, con không biết nói gì đâu. Thôi thì cụ cho con biết là
Con thì cũng là cháu dâu, dâu nhưng mà cũng không chính thức họ nhà mình. Các cụ có dưới đấy có chấp nhận vợ chồng con không ạ? Theo về đúng không ạ? Vâng ạ. Cái cụ ơi, cụ, cái cụ ở dưới đấy là cụ có khỏe không ạ? Con nhiều khi con cũng tủi thân lắm, tại vì là các mọi người thì trong mọi người thì đều có dòng họ ấy, con thì con không có dòng họ ấy, con cũng tủi thân lắm. Tủi thân con chỉ mong về là thôi anh Ân các cụ ở đây coi, các gia đình mình ở đây là tiên tiền tổ Nguyễn Thiêu ở đây coi con cũng như trong dòng họ ấy. Thôi có gì thì gia tiên tiền tổ các cụ phù hộ độ trì cho vợ chồng chúng con, các cháu được mạnh khỏe, là ăn phát tài phát lộc. Con nhiều khi con về con cũng thành tâm nhưng mà con không biết nói gì, tại vì con trẻ người nó dạ cũng không biết gì. Thôi thì chúng con thì còn thiếu sót cái gì thì mong các cụ gia tiên tiền tổ chúng của dòng họ cũng như thì đại ân đại xá chúng con. Cũng như là cụ có biết là chồng con ấy, anh Tiến ấy ạ, cũng như là cái mà hay bây giờ có tính rất là hay cũng hay lô đề cờ bạc giờ này cũng là còn không ạ? Giờ này được không ạ? Vẫn còn ạ? À vẫn còn ạ. Yeah. Cái này là do cái tính của anh hay là có ai chọc phá hay như nào không ạ? Là do tính ạ, do bản tính ạ, tại vì cũng nóng nảy lắm, cũng chưa chịu tu trí gì làm ăn đâu. Là có đồng nào là tiêu hết đồng đấy à? Con nó không biết xuất ruột, không biết là có phải là do ai thì quấy quả không, do tính. Do tính ạ. Phải luôn, thôi thì phải luôn ngôi mộ của bà thế đấy, mẹ thế này. Anh cái đấy được em biết rồi. Thì con chúng con này có cái gì thiếu sót thì mong cụ đại ân đại xá chúng con. Phải làm gì mình trước mình để một bộ như thế cũng tốt không? Có gì nó sẽ ông nội của bà nội với của mẹ mình đấy. Khi người mộ mình thì mình thì phát xấu mạo thế của bà nội. Có sao không? Dẫn nhau có tìm thấy. Dẫn nhau đã tốt rồi. Mình ăn dưa rồi. Đấy. Con tốt rồi. Linh thiêng chỉ dẫn cho con cháu ra ngoài. Bảo. Kéo sao rồi chưa được tìm được. Thôi chứ không sao. Nhà cái đấy nhà nhà nhà. Đấy là của cụ nhà ông nội đấy. Nhà chú này. À thế đang hỏi đây. Chưa chỉ dẫn tôi tìm mộ. Thầy hỏi sau này xin ông cứ cho phép tìm mộ. Sang năm. Sang năm. Hỏi nhà dỗ có bác Vũ Yết ý, mùng 10 tháng 4 mà bác gái bác ấy nói có đúng không? Dương là sư. Vì đây là chị gái. Còn gì? Thế cái dỗ 19. Hả? Chỗ nào dỗ 19 có đúng không? Dỗ 19 là đúng rồi, kia là cổ. Có ông Huy cơ, à có ông Yết cơ, 14. Hình là dỗ con nhỏ. Thế thì hình là hỏi luôn cho thằng Nam. Thôi. Xem nó thế nào, nó lộn nó có khỏe mạnh không, nó bị chân nó đau. Cô ơi, mẹ sáu con ở dưới đấy có mạnh khỏe không ạ? Chân tay nó còn đau không? Không còn đau ạ? À? Thiếu gì không có những lời không có gì mình vẫn đau à? Thế bây giờ phải làm thế nào? Thế đau thì làm nào? Không làm nào. Thiếu thốn thì không. Em hỏi nhà cửa hộ
Phần mộ đấy, hỏi phần mộ đấy. Phần mộ thì có tốt không biết. Đặt như thế có đúng hướng không? Thì hôm đấy mình đặt. Bây giờ có ai người ta cạnh tranh vào đấy không? Dưới đấy toàn mấy cái chỗ bàn sánh người ta vào đấy làm gì? Vợ chồng chúng con này có lục đục cãi nhau ấy, không biết là cái đấy là do có ai quấy phá hay như thế nào ạ? Thôi nhà cụ cãi. Cụ phải nói thì mới biết chứ. Không có ai quấy phá ạ. Khó lắm. Nói những người bình thường ấy có thể thì sao đâu. Vợ lời Trần Giang nói chuyện mọi người chú Huy này. Làm sao không học bằng trong người thế là được. Thế là con cháu dưới trên Trần Giang người ta cũng vui vẻ đi, khỏe mạnh thì nó lớn ra chết ngày cái lưng để cho con cháu ở trên này khổ. Người thì uống rượu, người thì uống bia, người thì đi cả ngày thấy buồn hơn, quên luôn cả cái rượu nó khổ. Giúp cho con cháu, giúp cho cả người hàng xóm, là có mình bán được hàng là nhờ hàng xóm nó ăn, mà nó ăn thì mình cứ sống, không có mình chết loan. Lựa Trần Gian cách biệt, âm dương cách biệt, chỉ được nước nào hay nước đấy. Dỗi là phải dỗi hẳn, nó cũng được thì nói to. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Có ai dỗi gia đình không? Thỉnh thoảng cũng có ai về không? Đúng, phải về thăm chúng tôi làm ăn thế nào thì tốt. Để tội tụ cái ông thập đấy, bác thập về. Mấy bà cháu về vui. Họ hàng nhà mình dưới có các cụ dưới, các chàng. Hiện nay ngôi mộ của bà mà đẻ đó ông chàng cũng mất, xây rồi chưa tìm thấy. Đẻ có tìm được không? Rồi mỗi mộ đẻ ra cụ nữa, đẻ ra ông ấy. Ngày xưa tìm rồi có đúng không? Đúng là phải đúng đấy. Sai người ta mắng, người ta cho mình là nhận nhầm là không được đâu. Cũng mà xem cái gì thằng Nam mà nó bị đau chân như thế làm sao cho nó trong khỏi đi, hay bị đau mà ghét này này, nó khổ. Con cháu chúng nó bên đấy có khỏe không? Thế là tốt. Nó học được không? Nó có hay nói chuyện với ai không? Bố mẹ nó có hay nói chuyện không? Ui thế thì vui quá thì này. Nó có hay nói chuyện với bà nội đâu? Không có. Ông nội nó chán, nó không có nói chuyện đâu. Cứ mạnh dạn nói chuyện với con cháu cho nó vui. Vui trên Trần Gian mà có gì đâu. Cứ phải nịnh thì khổ lắm. Cho con cái khỏe mạnh lên, thì đại bình an, mọi cái đều vui. Trước giờ ông phải nhớ đấy. Bây giờ ngôi mộ của ông là một, ngôi mộ của bác là hai, ngôi mộ của bố là ba. Sao mà tìm thấy và tìm thấy không hay không tìm thấy thì phải làm một cách nào để cho nó người ta sau này có ảnh hưởng gì cả. Ví dụ như ta có thể giải vào một cách nào nói cho con cháu biết sau này giải thoát được. Có mọi người trong gia đình là lăn tăn cứ nay không tìm thấy mộ, con cháu thì mất mộ lúc nào kêu đau đầu thì được.
lỗi là lỗi từ các ông, các bà, các cụ để cho con cháu dây bất mộ chứ. Ông ạ, thật tại mỗi con cháu, cái này nó do xã hội, do thời thế, do mọi cái xảy ra. Biết thì phải chỉ. Ông đồng ý không? Rồi, ông đồng ý thì sớm muộn ông về giúp cho con cháu ra để anh em trong gia đình tìm thấy, hoặc thì không tìm thấy, hoặc phải bằng cách nào, nếu mất ta giải quyết bằng cách nào cho ông và các bác giải tỏa các cái vong linh trước kia nằm trong cái thổ nhà mình ý, và có gì gì đấy cũng cần phải giải thoát thì mọi người sau làm ăn cũng được, đừng để cho họ quấy nhiễu đi ra họ vào, kể cả những vong linh theo đường gọi là tà được, trên đường người ta đi thích quấy mình không được, chặn họ lại. Anh em trong gia đình, từ các cụ các cháu, nếu đặt giả thiết mà có gây rắc rối thì mỗi người một câu một nói làm cho nó vui trong gia đình. Vấn đề là còn quần áo này hoặc là đồ dùng mọi cái, nếu nó thiếu thốn cái gì thì nói cho con cháu biết để sắm sửa. Có cần phải sắm sửa gì không? Thế của bà có phải sắm sửa gì không? Của ông, các chú, các bác tiền vàng có thiếu lắm không? Không thiếu lắm, tức là vẫn còn phải tích tốt, vẫn còn phải ra vàng. Cụ thấy con cháu như thế có vui lòng không? Vẫn chưa vui lòng, biết ngay mà thiếu tiền. Buồn quá. Thế bây giờ con cháu phải làm sao? Lấy tiền hóa thêm vàng bạc nữa. Thì thứ bảy hóa mãi. Buồn mà đi thiếu tiền thì không nhận thì sao? Buồn thì con cháu không vui đúng không? Đấy, Việt Nam. Thôi, bây giờ cụ về cũng khuyên tất cả con cháu này, anh em trong gia đình làm sao tạo sự đoàn kết, lúc nào thấy vui vẻ, thế là trần gian vui, mà dưới các cụ cũng thấy hài lòng, đấy thế mới là hay. Đừng để cho chia rẽ, không chia rẽ, không làm tạo, làm cho tạo được thật nhiều điều kiện, càng vui càng khỏe càng tốt, nhiều vui gia đình. Học tôi cả xã hội nữa. Thầy xem có gọi ai lên được nữa không? Anh muốn gặp ai? Bố anh nhá. Mẹ. Vâng. Bà Sáu nhá. Bà Sáu đi. Bà Sáu. Nào ngồi đi. Đây không có bằng cái người này. Anh chân nhắm mắt. Đây con gái ngồi được. Gái của bà. Xin phép quan tài lên cai quản tại Linh Quang Điện cho phép chân linh bà Phạm Thị Sáu mất ngày 11/1/12. Bà an táng ở đây luôn à? Ở khu Vĩnh Linh. Khu đang an táng tại khu Vĩnh Linh, xã Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về tại Linh Quang Điện mượn ghế người trần gian. Xin nghỉ mời chân linh bà Phạm Thị Sáu mất ngày 1/12 đang an táng tại khu Vĩnh Linh, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về tại Linh Quang Điện mượn ghế người trần gian. Xin nghỉ mời chân linh bà Phạm Thị Sáu mất ngày 1/12 đang an táng tại khu Vĩnh Linh, thôn xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về tại Linh Quang Điện mượn ghế người trần gian.
bà. Bà có mượn được con gái bà không? Bà có mượn được cái con gái bà không? Nếu mượn được cái con gái bà gật đầu một cái. Nếu bà mượn được cái con gái bà gật đầu mạnh cái. Bà không vào được con gái đâu. Đây bà vào con này thôi. Đây rồi, bà nhập sang đây này. Ơi, con chào mẹ. Mẹ ơi, con cũng tuổi thân lắm. Con về làm giờ con không được gặp mẹ. Con ấy mất cha sớm, nghĩ nhà nhỏ ngoại rồi. Con cũng tuổi thân. Nhiều khi con ở trên này thì đôi khi các cháu nhắc muốn về bà nội ấy. Nhưng mà không có bà nội, chúng nó cũng tuổi thân. Không biết mẹ chỗ này ở đấy mẹ có được khỏe không ạ? Chân tay mẹ giờ có đau không? Đau lắm không ạ? Đau ạ? Mày có thiếu có gì không? Mẹ có thiếu thôi hay không ạ? Có ai đi thăm chú nó không? Mẹ con nhìn thẳng con lên trên Hà Nội có thăm con lên nhà chúng con không? Nhà trọ ấy ạ? Thế mẹ đã lên xưởng mới của chúng con chưa ạ? Lên rồi ạ? Mẹ có gì thì chúng con còn cái gì thiếu sót thì mẹ cứ chỉ cho chúng con đấy ạ. Cái con thì người trần mắt thì chúng con cũng không nhìn thấy gì đâu. Thì thôi thì mẹ bỏ quá cho chúng con phù hộ độ trì cho các anh chị chúng con, các cháu được khỏe mạnh. Chồng con thì bây giờ cũng chỉ đỡ hơn một chút thôi. Có gì mẹ bảo ban anh lấy giúp con là tu trí làm ăn cái tiết kiệm này, có tiền mua nhà mua cửa lo cho các cháu. Nhiều khi các cháu nó cũng tủi thân, rất tủi thân ấy. Mười mấy năm ở trên Hà Nội rồi mà cũng phải đi ở nhà chơi thì các cháu tủi thân lắm. Mà nó không bằng bạn bằng mẹ. Mà mẹ ơi, con ước gì nhà mình có nhà không phải đi thuê muốn này nữa mẹ. Con tủi thân lắm, nhưng mà bây giờ chồng con cứ mãi chơi xong rồi cứ làm đâu này. Thương các cháu còn nhỏ nên là con phải chịu đựng để con có cháu con ra một gia đình ấy. Con tủi thân lắm.
nó không thành sao nó không thích về. Sao thành là chỗ năm nay thì không về. Tiền cứ quá đầy nó sao nó chọc về. Ban thờ lên nó quên đấy mất. Mô tả được không? Chậm mô tả. Nó bảo nó không lấy vợ nữa đấy. Đúng không? Không phải
mời ông Quảng Hà. Vâng, mời ông lên xem phần. Xin pháp quan tòa lên cai quản tại Linh Quang Điện cho phép chân linh liệt sĩ Nguyễn Như Quảng mất ngày 28 tháng 3 mượn nghĩa người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh liệt sĩ Nguyễn Như Quảng mất ngày 28 tháng 3 mượn nghĩa người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh liệt sĩ Nguyễn Như Quảng mất ngày 28 tháng 3 mượn nghĩa người trần gian. Chào liệt sĩ. Cái ông bắt được rồi này. Bác hỏi bây giờ phân mộ của ông thế nào? Có được không? Lên hỏi đi. Phần xa có không? Phần mộ có không? Cứ lên hỏi đi chứ. Bay lên mới hỏi cháu của ông. Cháu của ông. Hỏi đi. 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 Còn nguyên vẹn không? Liệu có khả năng tìm thấy không? Hỏi đại đi. Vâng ơi. Bác hỏi đi, bác hỏi đi. Bác hỏi đi, bác hỏi anh. Ngồi xa các hỏi. Anh là con. Chị có hỏi người ta. Anh hỏi em ấy ở trong người nói, có người nghe. Thế nên bây giờ cứ từ số số thế là loạn hết rồi đấy. Thôi đi, mày hỏi đi. Ông sẽ hỏi là cái phần mộ của ông bây giờ là còn hay là mất? Đúng rồi. Còn bây giờ có thể tìm không? Bây giờ làm phương án bây giờ làm như thế nào để ông được như thế này khỏe? Làm thế nổi. Bây giờ mộ thì mất rồi. Thì làm sao mà mình có thể làm rõ một dạng để làm thật? Có làm như thế nào không? Ở trong nghĩa trang. Phần mộ nó có tìm thấy không? Không tìm thấy. Phần xác có bị lẫn lộn hay không hay là quy quản? Chỗ ấy có mất, mấy người mất ông có biết không? Phần đất đấy bây giờ tốt hay cũng xấu? Có ai trông coi gì không? Mà không chỉ dẫn được con cháu được. Hướng về mặt trời mọc hay là hướng về mặt trời lặn? Nổ. Hướng về mặt trời lặn hay mặt trời mọc? Về phía mặt trời lặn. Theo hướng về mặt trời mọc. Lặn thì là lặn, mà mọc thì là mọc. Thế thì đừng hỏi cả hai cái. Cái hướng mặt trời mọc hay về hướng mặt trời lặn? Vậy là hướng đâu? Thôi ông nhìn thấy con cái cháu chắc ở nhà có khá không? Không khá.
hai cái nhau. Ông chút cho anh nào, anh nói bớt đi. Con cháu ở nhà nó chỉ thích cái gì, bây giờ chưa tìm ra. Cái nào nó cũng vậy, buồn lắm. Chỉ lựa lời nói chứ không. Ông tìm cách thế nào đấy. Bên này nó cũng thế, bên kia nó cũng vậy. Giống nhau tất. Thế nào? Ở nhà đáng giúp. Hai nữa còn còn một ông nữa mà bây giờ ông vẫn còn sống ở trong đấy. Ông còn nhớ không ấy? Có một ông thôi, tình cảm nó rất là kín. Anh không biết mấy khi gặp mặt. Ông ấy có nói một câu là bây giờ vì mình không tìm thấy xác nữa thì vào đấy thắp lên nhang hoặc là vào nơi cái phần mà ông mất đấy, thắp lên nhang và kêu cái phần ông linh thủ địa ấy họ phù hộ độ trì cho, hoặc ít nhất mình cũng biết là cái nơi mà bố mình mất. Ý ông thế nào? Ý ông là cho vào hay là không cho vào? Nhưng mà vào có đúng chỗ không? Họ nói chứ có đúng nơi không? Đúng chứ gì, không biết vào chỗ nào đi. Khó lắm. Vào mà không tìm đúng chỗ thì lầm đường hết. Khó nhỉ. Thế ông mai mốt đây thầy vừa nói là sang năm là tìm mộ cho ông nhà ra bố đấy, bố có giúp đỡ ông giúp đỡ con cháu tìm mộ không? Tránh mấy tuần lần trước ấy tìm chả đúng gì. Ông nhớ như vậy để con cháu tìm không đúng lúc này nhận không được thì là khổ. Còn bác này với ông nội dưới thì cụ tìm được là cái phúc của gia đình, con cháu trông nom rồi tu sửa sạch đẹp hàng năm hàng tháng hương hoa cho nó thơm, người ta có người đến thăm mình, có người đến thăm tủi thân đúng không ạ? Bố nhé, nhớ đấy. Ông ơi, ông con à, mời các cụ bên nhà Hoàng Anh nhá. Xin hỏi và ông Trịnh Xuân Giáp là mất ngày bao nhiêu? Ngày mùng 1 mùng 1 tháng 11 hy sinh. Nói chung là vong nhà mình đang còn yếu quá nên chưa nói được, phải khai khẩu nói ở miệng này. Xin gật lắc là chưa thua. Đây là bên ngoại bố để biết rồi. Là ông Trịnh Xuân Giáp mất ngày mùng 1 tháng 11 đang an táng ở đâu? Cũng trong miền Nam cũng có. À bây giờ đưa về
Tân Lập, cái nghĩa trang Tân Lập. Tân Lập gì nữa? Không biết xã gì? Xã Tân Lập đấy, nghĩa trang xã Tân Lập. Nghĩa trang xã Tân Lập. Anh ạ, à, em bảo anh ở trong gia đình anh là anh cả. Anh gần nhất thì anh có vấn đề thì anh phải hỏi. Em nhiều khi ở ngoài đây là, họ, đây, đây, đây. Nghĩa trang xã Tân Lập, huyện Vũ Thư à? Là ai để em hỏi? Đây là bố vợ. Mẹ xấu thôi. Đây là... Không gọi đấy. Anh hỏi rồi gọi anh các cụ lên. Ồ, chưa gọi lần này, chưa nói chuyện lần này đâu, lần sau. Ừ. Nào, nhắm mắt đi. Xin phép quan thần linh cai quản tại Đinh Quang Điện cho phép chân linh liệt sĩ à? Liệt sĩ. Trịnh Xuân Giáp mất ngày 1 tháng 11 đang an táng tại nghĩa trang xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tại Đinh Quang Điện mượn hiến trần gian. Xin thì mời chân linh ông Trịnh Xuân Giáp mất ngày 1 tháng 11 đang an táng tại nghĩa trang Tân Lập, xã Vũ Thư, huyện Thái Bình về tại tỉnh Thái Bình về tại Đinh Quang Điện mượn hiến trần gian. Xin thỉnh mời chân linh liệt sĩ Trịnh Xuân Giáp mất ngày 1 tháng 11 đang an táng tại nghĩa trang xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tại Linh Quang Điện mượn ghế người trần gian. Ông đúng không ông? Bây giờ phần mộ của ông mà Mợ Thao với cậu Công đoán về có đúng không? Thế thì hiện nay ông có khỏe không? Ông khai khẩu ông nói với con ông đi. Liệt sĩ không nói được à? Thế à, liệt sĩ uống rượu không? Uống thuốc không? Không à?